À, quý vị ơi, bonsai 367 6 sâm hương 300k bao ship. Rồi, cái bonsai này á, là nó có 6 cây 300k bao ship nha. Cây số 1 là cây quái nè, siêu già luôn nha. Cây số 2 là ôm đá nha quý vị, đá cục lá sâm hương nằm dưới nha. Đó. Cây số 3 cũng ôm đá luôn nha, cục sâm hương nằm dưới luôn nha. Cục san hô nha, nằm dưới đây nè, rễ nó còn tuốt cái dưới này luôn nha. Rồi, ba cây, đây cây thứ tư nè, đây cây số 5. Mấy cây bầu bự quá này là tôi làm gọn lại một tí xíu nha quý vị, còn bầu nào nhỏ nhỏ để y nha. Bầu bự là phải làm gọn lại một tí mới đóng thùng được nha quý vị. Rồi đây cây số 6 nha. Rồi tổng cộng là 6 cây 300k bao ship luôn. Rồi kết thúc luôn nha quý vị.